câu lạc bộ Manchester United đã có hơn một thập kỷ chưa nếm lại cảm giác ngồi trên ngai vàng nâng cúp ngoại hạng Anh, và năm nay khi mùa giải ngoại hạng Anh lần thứ 33 chỉ còn cách một tuần nữa sẽ diễn ra, trước đó chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng dàn cầu thủ của bầy quỷ đỏ năm nay có gì mới, liệu có nhân tố mới nào đủ sức giúp bầy quỷ đỏ đột phá trở lại vị trí nhà vua ngoại hạng Anh hay không? Thủ môn Ante Bajindi. Thủ môn Tom Heaton. Thủ môn Andre Onana. Hậu vệ Victor Lindelof. Hậu vệ Harry Maguire. Hậu vệ Lisandro Martinez. Hậu vệ Tael Malacia. Hậu vệ mới chiêu mộ Lenny Yoro. Hậu vệ Diogo Dalot. Cầu thủ lớn tuổi nhất hậu vệ Luke Shaw. Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ Johnny Evans. Sofyan Amrabat. Mason Mount. Bruno Fernandes. Christian Eriksen. Casemiro. Facundo Pellistri. Kobe Menu. Scott McTominay. Daniel Gore. Hani Bang. Rasmus Højlund. Marcus Rashford. Amad Diallo. Alejandro Garnacho. Anthony. Jadon Sancho. Joshua Zirkzee. Và huấn luyện viên 54 tuổi người Hà Lan Erik ten Hag.